Tâm Chí Văn Quán xin chia sẻ với các quý đạo hữu về câu hỏi có chủ đề là cách ứng xử khi gia đình vợ còn làm việc tà kiến. Đây là một câu hỏi về gia đình vợ. Thế nhưng rồi chúng ta cũng sẽ chung cho cả hai gia đình nếu mà vợ tu Phật Pháp thì gia đình chồng còn làm việc tà kiến. Rồi chồng tu tập Phật pháp thì còn gia đình vợ làm việc tà kiến hoặc cả hai vợ chồng tu tập Phật pháp nhưng một trong hai gia đình bố mẹ mình còn làm việc tà kiến. Nội dung câu hỏi như sau: Kính thưa cô, bố mẹ vợ cháu đang làm nghề xem bói và có hầu đồng. Hàng năm thì có rất nhiều khóa lễ không đúng pháp. Tà kiến cháu không muốn cho các con sang nhà ngoại nữa. Vì sang đó, các cháu dễ bị nhiễm cảnh, hầu đồng. Và các cháu sang thường hay bị sai làm các việc tà kiến đó. Các cháu cũng hát theo, đôi khi bắt chiếc nhảy theo. Các cái điệu hầu đồng đó mà cháu thì không thể bảo các con không nghe lời ông bà cậu gì được vì vậy cháu đã cấm con cháu không sang nhà bà ngoại nữa nhưng cháu cũng rất áy náy vì cháu không sang và cũng không cho con cháu sang nhà vợ cháu nữa cháu xin cô cho cháu lời khuyên nên ứng xử thế nào để không bị nhiễm và cộng nghiệp với các việc làm của nhà mẹ vợ cháu và cháu vẫn hoàn thành được việc ứng xử đúng pháp của người con rẻ. Cháu cảm ơn cô. kính thưa các quý đạo hữu, à, đạo hữu này là đạo hữu nam hỏi câu chuyện về nhà vợ mình làm các cái việc này thì câu hỏi này tâm chiếu hoàn quán sẽ trả lời chung cho tất cả các cái trường hợp ví dụ nhà vợ hay nhà chồng và nếu hai phật tử tu ấy thì nó rất là dễ nhưng nếu như chỉ có một người tu thôi thì nó rất là khó trong cái việc ứng xử nhất là cái việc mà chúng ta là con dâu chẳng hạn chúng ta tu theo phật pháp chúng ta hiểu về chính pháp rồi chính kiến rồi thế mà chúng ta lại lại rơi vào cái hoàn cảnh là nhà chồng chưa làm các cái việc đúng pháp còn theo các cái việc nó chưa đúng lời đức phật dạy gọi là tà kiến ấy thì chúng ta rất là khó ứng xử trong việc này nên bạn này bạn là con trai thì bạn ấy có thể là không cho con sang nhà ngoại phải không nó đỡ hơn là con dâu mà lại không cho cháu đến nhà nhà nội thì rất là khó. Mà chúng ta đã biết rõ rồi, Đức Phật dạy rồi, mọi mọi thứ nó đều là nhân duyên. Ví dụ như chúng ta thấy nghe vui theo tán thán các việc tà kiến thì chúng ta cũng đã bị mất cái niệm quy y rồi. Nương tựa vào các pháp tà kiến thì đã mất niệm quy y rồi. Thế mà quy y Tam bảo khai mở tránh kiến tu tập thì mới giải thoát được đấy là lời đức phật dạy thế còn nếu như chúng ta lại cứ tùy hỉ mà đi theo những cái việc tà kiến thì đức phật dạy gì nếu không tìm được bạn lành thả ở vậy một mình chớ làm bạn với những người tà kiến chớ theo những người tà kiến đây là nơi đức phật dạy vì tà kiến là đưa đến cho mình khổ đau chúng ta thấy nghe vui theo làm theo một chút thôi hai là có cái cộng nghiệp chứ nó khổ đau cho nên ở đây tâm chuyên có nói rằng nếu có thấy nếu có vui theo tùy hỷ và thích thú làm các việc tà kiến thì nó có cộng nghiệp thế thì ở đây vấn đề là các đạo hữu thì chúng ta có thể làm chủ được ví dụ chúng ta ở nhà chúng ta bạch phật là chúng con vì nhân duyên như thế vì cha mẹ chưa giác ngộ cho nên chúng con xin sang để tùy thuận một chút những cái việc nào đó chúng con tránh trong cái mức tối đa còn cái nào không tránh được thì chúng con sẽ phải làm nhưng tâm không 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 nương theo thì rất dễ nhưng thực ra các cháu nó còn nhỏ nó sang nó thích thú các cái việc tà kiến ấy sau này nó chính là chính là gieo cho nó cái sở thích đấy Tâm chưa còn quán chưa nói hẳn làm các việc tà kiến đâu Nó chỉ cần là nó đi sang nó nghe những cái chuyện bình thường thôi Ví dụ bố mẹ không làm hẳn những cái việc xem bói hầu đồng đi Nếu như mà hầu đồng không đúng với cái quy định về văn hóa phi vật thể Tức là chỉ là cái cách mà tán dương những người có công thôi Thì đấy là đúng Thế còn nếu như xem vào đấy nó là phần tâm ninh nhất là mang cái tính chất mà khiến cho người ta tán gia bại sản, mê mờ, khổ đau, sợ hãi thì cái đấy là không đúng, đúng theo lời Phật dạy mà người đệ tử Phật quy y Phật rồi thì không quy y cái gì, ngoại đạo tà giáo không quy y thầy tà nhóm mát, đấy là rõ ràng. Đấy các quý đạo hữu ạ, thế thì nếu mà các cháu nó mà nó theo thì rất là khó cho nó lại không thấy nghe vui theo không thích thú thậm chí nó còn nhiễm nữa đấy chứ có đúng không nó còn nhiễm thế thì kể cả là gia đình không làm cái nghề xem bói và hầu đồng mà gia đình chỉ cần là có những cái tư tưởng không đúng pháp thôi đã có thể là nhiễm vào các cháu rồi đấy chứ ví dụ như sang nào là ngày giờ rồi thì đủ thứ luôn đấy thì dần dần nó cũng sẽ nhiễm sau này các cháu nó trưởng thành nên mình rất khó nói với nó đúng không nhiều người bố mẹ theo phật mà con có theo đâu bởi vì nó nhiễm cái tư tưởng kia rồi rất là khó cho nên mình cho các cháu nó theo như thế thì cũng là một cách mà tạo duyên cho nó thế bây giờ làm sao chúng ta có thể giữ được quan hệ gia đình bình thường bình thường không mất đi cái tình cảm mà chúng ta vẫn có thể giữ vững tránh kiến mà lại tránh được những cái cộng nghiệp cho mình và các con. Thì thứ nhất là ở trong gia đình mình, mình phải cho các con tu tập. Cho các con tu tập. Khai mở cho các con nó tránh kiến. Giúp cho nó hiểu về tránh kiến tùy theo lứa tuổi của các cháu. Sau đó mình cũng nói nên cái việc làm nào là việc làm chưa đúng. Chưa đúng với tránh pháp của gia đình, hai bên Thế và cũng dạy các con nó rằng Là các con sang thì phải bình thường Nhưng mà những cái việc nào nó không đúng như thế Thì các con tránh đi Thế và chúng ta phải thẳng thật thôi Chúng ta phải nói với hai bên gia đình rõ ràng quan điểm Vì chúng ta phải nói một lần Chứ không thể nó không nói được Như trước Tâm Chúa Hồn Quán sau khi đã quy y Phật rồi Thời đấy là Tâm Chúa Hồn Quán là chưa biết về pháp tam tị nhục cơ còn ăn chay ăn chay trường ấy tâm trí ôn quán về cũng nói với gia đình mình cũng nói với gia đình nhà chồng về cả những ngày rỗ ngày chạp với tất cả các thứ các cụ vẫn còn đốt vàng mã mà thế tâm trí ôn quán cũng rất là quan điểm thẳng thắn luôn là con bây giờ quy y phật rồi là không làm những cái việc này cho nên con chỉ làm những cái việc gì nó không liên quan đến việc này thôi có thể xuống phụ bếp làm nhưng mà nhất quyết là con không sát sinh Con không làm cái việc đấy Thế còn con làm đầy những cái việc khác Nó không liên quan đến việc sát sinh Con không làm những cái việc liên quan đến vàng mã Và các cháu nó cũng không làm Thế cho nên các con của tâm chuyên quán về nhà chồng cũng không làm Thế và đến lúc ăn cơm thì Dần dần chỉ nói mất khoảng vài lần thôi Thế lần sau ta quen đi Thế là mỗi người có một sở thích thì các cụ cũng nói là thôi mỗi người sở thích họ hàng cũng bảo thôi, bây giờ mỗi người giữ một duyên. Rất là vui vẻ. Chứ nếu như chúng ta không nói gì, thứ nhất là khó cho chúng ta ứng xử, thứ hai là gia đình lại cứ bảo chúng ta là có vấn đề gì với gia đình. Nó không rành mạch ra mà. Thế gia đình biết rõ cái nguyên nhân là chúng ta quy y Phật rồi, chúng ta không làm những điều mà đức Phật không dạy nữa. Thì người ta biết rõ lý do đấy chứ không phải vì tình cảm gia đình. Người ta không nghĩ khác đi. Mình không ngăn cản việc của mọi người Nếu mình chưa đủ duyên thì mọi người đốt vàng mã Hay là mọi người hầu đồng Hay là mọi người xem bói Nếu mình chưa đủ duyên thì mình không nói Mình không can thiệp Phải không? Mình cứ tu dần dần, mình hồi hướng dần dần Đây tâm chiếu còn Hồ quân Hồi hướng dần dần mọi việc đều tốt đẹp Thế đây mình cũng thế Mình không nói, nó không đủ duyên thì mình không nói Mình chỉ bảo mình không làm thôi, mình không chê bai này Mình không nời ra tiếng vào Tuyệt đối là không vì mỗi người mỗi nhân duyên và mình phải thương chứ mình không được làm cái gì làm cho họ tổn thương, phải không? Mình phải dần dần mới khuyến hóa được. Chứ mình làm cho họ tổn thương thì mình với họ sẽ xa cách nhau. Phải không? Nếu bây giờ mà cháu lại không cho con về nhà 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 vợ thì lập tức là bố mẹ vợ sẽ ghét cháu thôi. Phải không? Thế ghét mình rồi thì mình sau này mình khuyến hóa thế nào được? Phải không? Mình dứt khoát quan điểm về một vấn đề thôi Còn mọi ứng xử mình đều tốt đẹp Quả cáp, chăm sóc, phải không? Hỏi han đầy đủ Chỉ mỗi cái vấn đề này chúng ta không có động chạm gì đến thôi Thế mình cũng dặn luôn là thôi các cháu nó cũng như thế rồi nó cũng quy y Phật rồi thì thì sang đây thì ông bà đừng sai các cháu làm cái việc này việc kia vào nó liên quan đến việc đấy. Thì kể cả mình là con dâu mình vẫn nói được. Mình phải chấp nhận là mọi người mắng mình một thời gian. Để tâm chiếu một quán về thì không bị mắng đâu nhưng mà mọi người cũng cũng nời ra tiếng vào một tí thì bà nội mới đầu cũng nói một tí thế nhưng mà rồi thì chỉ cần hai ba lần dỗ chạp là hết quen đi là hết vì các đối xử bình thường người ta sao chê chê bai mình được phải không chỉ còn mỗi vấn đề đó thì vấn đề đó thì mình không làm người khác làm mà trên chả ảnh hưởng gì đến mọi người cả trên mọi người sẽ cảm thấy rất bình thường nhé yeah. thì về cái việc này thì tâm chiếu ân quán mà trả lời cho các quý đạo hữu chúng ta ứng xử như vậy thì mọi sự sẽ tốt đẹp nỗ lực tu tập hồi hướng thì dần dần mình sẽ khuyến hóa được mọi người thôi miễn là gia đình vợ chồng tu tập để cho làm sao mà gặp ít cái nạn đi cái tai ương ít đi phải không chuyển hóa được nhiều việc con cái ngoan ngoãn vợ chồng sống với nhau tốt đẹp thì dần dần là mình sẽ cảm hóa được gia đình thân bằng quyến thuộc của mình thôi nhé trên cái việc này là cái việc dễ chứ không khó làm gì nhưng chúng ta không sợ nói ra sự thật không sợ những cái phản ứng của gia đình lúc đầu nhé tại vì bây giờ đối với việc Phật pháp không đốt vàng mã mới nại uh, xem bói mới lại uh, hầu đồng không đúng này ấy, thì người ta cũng nói đến nhiều rồi mà thế cho nên là À, người ta cũng nói là không lên làm như vậy nhiều rồi Chứ không phải ta là mới Thế nếu mà gia đình có nói là Nếu không là đốt vàng mã không thế này Thì ông bà chết đói hay sao Thì chúng ta giờ kinh vu lan ra. Phải không? Chúng ta nói cho mọi người Đây kinh vu lan đấy có bảo đâu Phải không? Thế bên này là quan điểm của của Bên này còn đây là quan điểm của Phật Mà Phật là cao nhất rồi Mà con thực hiện theo quan điểm của Phật là chỉ có tốt thôi chứ Thế gian này ca ngợi Phật mà đi đến chỗ nào Dù có làm cái gì đi chứ nữa Ông thầy bói cũng vẫn ca di Phật không Có phải Phật ở bên trên không Có đúng không Thế a di Phật thì lời Phật dạy là tốt nhất rồi còn gì nữa Đấy thế cho nên chúng ta cứ từ từ Mà giáo hóa thì mọi việc sẽ tốt đẹp nhé Ngày chúc các quý đạo hữu là người Phật tử tại gia thì có được cái cuộc sống an lành nhờ vào chánh pháp của Phật mọi điều được tốt đẹp và đây cũng chính là nhân là quả khi chúng ta thực hành đúng chánh pháp của Phật. Nam mô Phật Bổn sư Thích Ca Mâu Ni.